chúng ta sẽ cùng nhau bước sang phần live stream của N4 được không nào? Hãy N4 mọi người nhé. Hãy tương tự thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết top 100 câu hỏi về từ vựng quan trọng nhất của GPT N4. Và ngày hôm nay mình sẽ đến với 20 câu tiếp theo. Hãy 20 câu tiếp theo mọi người nhé. Đó là bắt đầu từ câu số 41. Hãy omocha nani nani wa gokai ni arimasu. 1. Gaijo. 2. Basho. 3. Omote. 4. Uriba. Hãy Châm Trần, bạn có chọn 1 rồi này. Bạn Phi Phạm chọn 4. Hay Udiba. Hay Hà Phương chọn 4. Bùi Thị Nhung cũng chọn 4. Chính xác. Cô Tài và bạn Yom Bandes. Udiba là một từ vựng mà chúng ta chắc là học từ nửa năm rồi đúng không? Nó có nghĩa là những cái quầy bán hàng ấy. Cụ thể thì đây là quầy bán đồ chơi nên họ sẽ ghép là Omocha Udiba đúng không? Và có ở tầng mấy mọi người nhỉ? Gokai chính là tầng 5. Chính xác. Bạn Phi Phạm có dịch như sau này. Địa điểm bán trà. Không phải là Ocha nhé mà là Omocha thì sẽ có nghĩa là đồ chơi. Phi Phạm sàng được chưa nhỉ? Đó, địa điểm bán đồ chơi thì là nằm ở tầng 5. Ok, this. Câu số 1 chúng ta có từ Gaijo là từ gì mọi người nhỉ? Hội trường đúng không? Để tổ chức hoặc diễn ra một cái sự kiện gì đó. Số 2 mình có từ Basho. Basho là địa điểm này. Còn số 3 từ Omote. Omote là bề mặt hoặc là mặt ngoài. Ví dụ như là mặt ngoài thì trông anh ta có vẻ hiền lành đấy nhưng mà thực ra rất là khó tính. Mọi người nắm được chưa nhỉ? Đây là những ý nghĩa của những từ còn lại nhá. Hai ý desu ne. Ok, rồi khởi động bằng một câu rất là dễ thôi. Chúng ta sẽ bước sang câu tiếp theo, câu số 42 ạ. Hãy 見てください. ください. 週末一緒に勉強する何々をしました. 1. 説明. 2. 道具. 3. 予約. 4. 約束. Ở đây thì người ta yêu cầu mình tìm một từ đúng không? Để có thể ghép được với oshimashita ở đằng sau. Tuy nhiên thì mình cần phải dịch qua câu đúng không? Để nắm được đại khái ý nghĩa của câu này là gì thì lựa chọn sẽ chính xác hơn. Có bạn Bùi Thị Nhung chọn 4. Yakusoku. Rồi bắt đầu thì chúng ta sẽ chữa về đáp án đúng trước nhá. Đáp án đúng của câu này chính là yong bằng yakusoku. Từ này thì sẽ có hai nghĩa. Một là cuộc hẹn, đúng không? Cuộc hẹn nè. Hai là lời hứa. Theo các bạn trong câu này thì ý nghĩa nào là phù hợp nhất nhỉ? Lời hứa thì mình hay đi với là giữ lời hoặc là thất hứa đúng không? Còn trong câu này thì mình sẽ dịch ý nghĩa số 1 là cuộc hẹn nhá. Cuối tuần thì tôi có hẹn là sẽ học cùng với bạn đúng không? Đó, ok, đúng rồi. Cuối tuần chúng tôi có hẹn là học cùng nhau. Ok ạ, bạn Thanh Hằng có dịch đúng rồi này. Tiếp theo từ số 1, setsume chúng ta cũng học rồi. Nó sẽ mang nghĩa là gì nhỉ? Giải thích, đúng không? Setsume, giải thích hoặc là hướng dẫn. Tùy trường hợp, tùy cái văn cảnh mọi người nhé. Hay. Tiếp theo chữ số 2 của chúng ta, đô gự là dụng cụ nào. Dụng cụ. Còn chữ số 3, yoyaku là đặt chỗ đặt trước. Ví dụ mình đặt trước khách sạn hoặc là nhà hàng đặt chỗ ấy mọi người. Đó, gọi là đặt trước nhá. Ok, chuyển sang câu tiếp theo, câu số 43. Kyo no ryori wa itsumo to nani nani ga chigaimasu ne. Hai. Một này, aji. Số 2 là minna. Số 3 là nodo. Và số 4 là nimotsu. Nào, các bạn khác đã có phương án của mình chưa? Hay, bạn Trịnh Mạnh cũng chọn 1, ok ạ. Trịnh Vũ cũng chọn 1, rồi. Các bạn đang nghiêng về phương án 1 rất là nhiều, đúng nào? Chính là từ aji. Rồi, các bạn thử dịch câu này xem nào. Kyo no ryori wa, đúng không? Món ăn của ngày hôm nay, itsumo to aji ga chigaimasu ne. Có vị thế nào mọi người nhỉ? Chigaimasu là khác, đúng không? Khác so với mọi khi nhỉ? Có thể là nó ngon hơn, mà cũng có thể là dở hơn, đúng không? So với mọi khi. So desu ne, bạn Bảo Long có dịch như sau. Món ăn hôm nay lúc nào cũng có vị khác nhỉ? À, ở đây là mình sẽ so sánh đúng không? Là cái vị của món ăn hôm nay với mọi khi nhá thì nó sẽ khác nhau. Món ăn hôm nay gia vị khác với mọi khi. Ừ, cái vị tức là khi mà mình ăn vào đúng không? Mình thưởng thức món ăn và mình cảm nhận được cái sự khác nhau đó. Từ minna mình sẽ có từ mọi người đúng không? Mọi người này. Tiếp theo nodo là cổ họng, ví dụ rồi, nodo là cổ họng, ví dụ như là cổ họng tôi bị đau đúng không? Nodo ga itai. Đấy, nodo. Và số 4 nimotsu là hành lý. Ok ạ, mọi người nắm được hết ý nghĩa của ba từ còn lại chưa nhỉ? Rồi, câu này cũng khá là dễ đúng không? Chúng ta chuyển sang câu tiếp theo là 44. Kono yama wa tenki ga ii to totemo nani nani ga kirei desu yo. 1. Gaigan. 2. Gamen. 3. Hanami. 4. Getsuki. Hai. Trong câu này thì không có quá nhiều chữ Hán hoặc từ mới khó đúng không? Chúng ta sẽ dịch để hiểu hàm ý đại khái của câu văn nhá mọi người nhá. Đó là ngọn núi này đúng không? Nếu mà thời tiết đẹp, trời nắng ráo này đúng không? Thì cái gì đấy nó cũng rất là đẹp nhỉ? Ừ, Nguyễn Dung 4, Song Hỷ 4 là mọi người đang nghiêng về phương án Getsuki đúng không nào? Mỹ chọn Getsuki. Rồi chúng ta thử nghe phương án dịch của bạn Quốc nhá. Ngọn núi này thời tiết mà tốt thì cảnh rất đẹp nhé. Ok ạ. Trịnh Vũ chọn 4, Ngọc Cảnh 4, Nguyễn Liên 4, chính xác mọi người. Đáp án của chúng ta là yong bằng Getsuki là phong cảnh đúng không? Ghép lên câu trên chúng ta sẽ có thể dịch là gì nhỉ? Ngọn núi này này, nếu mà thời tiết tốt thì phong cảnh sẽ rất là đẹp đấy, đúng chưa nhỉ?
Yo là một cái vĩ tố rất là hay sử dụng trong Kaiwa hàng ngày. Các bạn có hay nói hoặc hay nghe người Nhật nói không? Thì nó sẽ là đấy đúng không? Để truyền đạt, để thông báo một thông tin mà có thể người nghe không biết. Ok chưa? Rồi, con số 1 từ Kaigang của chúng ta chính là bờ biển. Bờ biển, được chưa nào? Số 2 từ Gamen là màn hình, ví dụ như màn hình điện thoại, máy tính các mọi người. Hãy, Basoko no Gamen, Smaho no Gamen. Con số 3, Hanami chính là từ ngắm hoa. Từ này thì có xuất hiện trong buổi live của ngày hôm qua luôn, đúng không? Đi ngắm hoa anh đào chẳng hạn này. Đó, Hanami. Suki, tiếp tục nào, câu số 45 của chúng ta. Gomen nasai, shumatsu wa chotto nani ga wadui desu. 1. Yote, 2. Tsugo, 3. Bangumi, 4. Wariai. Hãy. À, bạn Chu Thị Hồng chọn 2, ok. Mỹ cũng chọn 2, rồi chính xác. Đáp án của chúng ta sẽ là cả một cụm Tsugo ga wadui, có nghĩa là mình không tiện đúng không? Không thuận tiện hoặc là không rảnh, không có thời gian. Đó thì các bạn sẽ dịch lên câu này đó là gì nhỉ? Xin lỗi nhé đúng không? Cuối tuần này thì tôi không rảnh lắm hoặc là tôi không có thời gian hoặc tôi không tiện lắm đúng không? Đây là một cách từ chối khéo mọi người. Tsugo ga wadui. Ngược lại của nó chính là từ Tsugo ga i đúng không? Rất là thuận tiện hoặc là rảnh hoặc là có thời gian làm gì đó. Có số 1 từ yote nào. Yote mình sẽ dịch là dự định đúng nào? Dự định, thậm chí nó còn là cả một cái ngữ pháp của N4 của chúng ta luôn đúng không? Về dự hoặc danh từ no cộng với yote desu. Số 3 từ bangumi là các chương trình ở trên tivi mọi người nhá. Đấy, ví dụ chương trình hài hay là chương trình thời sự gì đó thì gọi chung là bangumi, chương trình trên tivi nào. Còn cuối cùng từ wadi, có bạn nào biết từ này không? Đó chính là từ tỷ lệ nha. Rồi tiếp tục sang câu số 46. Rồi, bạn Bảo Long chọn 4, Hùng Anh chọn 3. Nga Anh 4 là mọi người đang nghiêng về hai phương án 3 hoặc là 4 phải không nhỉ? Sáng nay đồ đã giặt vẫn chưa khô rồi. Và bạn Mạnh Quốc cũng có comment phương án dịch của bạn, đó chính là sáng nay quần áo giặt vẫn chưa khô. So desu ne, chính xác. Đáp án của chúng ta là số 4 mọi người nhá. Kawaku, kawaite là động từ khô. Đó, các bạn ghép lên câu trên xem có hợp lý không nào. Chủ ngữ sẽ đứng trước gạ, đúng không? Đó là bộ quần áo sáng nay tôi đã giặt thì nó mada imasen, đúng không? Nó vẫn chưa khô. Có hợp lý không nhỉ? Ví dụ hôm nay trời mưa, trời âm u đúng không? Phơi từ sáng đến giờ nó vẫn chưa khô. Thế còn số 3 nhiều bạn đang bị nhầm đây. Nurete có nghĩa là ướt. Nếu mà nó vẫn đang ướt thì đúng xác mọi người nhá. Nếu mà nó vẫn đang ướt thì cái đuôi này của mình phải là mada nurete imasu, làm gì phải là imasen đâu, đúng không cả nhà? Vì vậy cái đuôi này nó sẽ là sai, cho nên tạo thành đáp án 3 bị sai. Còn số 1 hiete có nghĩa là làm lạnh, ví dụ ở nhiệt độ thường sau đó chúng ta làm lạnh để cho ăn hoặc là uống hoặc để bảo quản đồ ăn ý. Ví dụ khi chúng ta mua bia về đúng không, mình sẽ làm lạnh bia bằng cách là mình để vào trong tủ lạnh, để vào trong nước đá chẳng hạn. Đấy thì đấy chính là động từ hiete của mình này. Còn số 2 từ naote, naodo là khỏi, liên quan tới bệnh tật đúng không? Bởi vì nếu viết chữ Hán thì đây sẽ là trị, trong từ trị bệnh, trị liệu. Ví dụ như bệnh cảm cúm đã khỏi rồi chẳng hạn đúng không? Kaze ga naotte imashita, được chưa nào? Hai, tsugi desu. Ototo to nani nani shite hana ni ageru prezento wo erabimashita. 1. Sansei. 2. Aisatsu. 3. Soudan. 4. Henji. Hai, nanban desu ka? Huỳnh Như 3, Phi Phạm 3, Nguyễn Dung 3, bạn Linh 3. Hai, đáp án chính xác của chúng ta là 3, sang bằng business. Từ sudan ở đây có nghĩa là từ trao đổi, là thảo luận, đúng không nào? Hãy trao đổi hoặc là thảo luận. Rồi, hãy. Vậy cả câu mình có thể dịch là sau khi trao đổi với em trai, đúng không? Thì chúng tôi đã chọn được món quà để làm gì nhỉ? Để tặng cho mẹ. Ok chưa các mình? Rất là hợp lý đúng không nào? Còn từ sang se có nghĩa là tán thành, đồng ý. Ví dụ như chúng ta nói là tán thành, đồng ý với quan điểm của ai đấy thì nó sẽ ok hơn, đúng không? Ví dụ như là ototo no ikemi sanse suru chẳng hạn, đúng không? Là đồng ý với quan điểm của em trai. Còn số 2 từ aisatsu chính là chào hỏi, đúng không nào? Ví dụ như là ohayo rồi là oyasumi, đấy thì gọi là aisatsu. Còn henji là phản hồi, phản hồi này, hoặc là trả lời, hồi âm, vân vân. Đó, khi mà các bạn trả lời email hoặc là tin nhắn đó thì mình sử dụng động từ này mọi người nhé. Hãy. Ok desu. Hãy, tsugi. 48番. Hãy. Tiếp theo nào. Kino, uchi no neko ga kodomo o 3 piki nani nani. 1. Shimashita. 2. Dashimashita. 3. Yarimashita. 4. Umimashita. Hãy. Chủ ngữ chính ở đây là neko, đúng không? Con mèo nhà tôi ngày hôm qua nó đã như thế nào đó. Ba con mèo con. Biki ở đây là đơn vị dùng để đếm con vật, đúng không? Và cụ thể là kodomo, neko no kodomo, đúng không mọi người? Đấy, thì theo các bạn động từ gì hợp lý nhá? À, đẻ, đúng không? Bảo Long bạn chọn 4 này. Thiên Long chọn 3. Yarimashita. Mạnh Quốc chọn 3. Ok.
An Nguyễn 4, Hà Phương 4, chính xác. Mình có động từ umimashita là sinh nở, sinh đẻ đúng không? Đó, thì ghép lên câu này nào. Con mèo nhà tôi đúng không? Hôm qua đã đẻ được 3 con mèo con. Hay, được chưa nào? Con số 1 có một số bạn đang chọn này. Yarimashita nó là từ làm bình thường thôi, đúng không? Thực hiện hành động gì đó thôi. Tương tự với shimashita cũng có nghĩa tương tự, đúng không nào? Còn dashimasu thì nó có khá là nhiều nghĩa. Ví dụ như là nộp khi mà chúng ta nộp bài tập ấy ạ, shukudai o dashimasu. Hay là các bạn nộp báo cáo đi, reporto dashimasu này. Ngoài ra nó còn có nghĩa là vứt rác đi với. Rác là gì nhỉ? Gomi, đúng không? Gomi o dashimasu. Còn một nghĩa nữa cũng hay được sử dụng đó chính là gửi thư. Các bạn gửi thư ở bưu điện này hoặc là cái posto ấy. Đấy thì mình sẽ gọi là tegami o dashimasu. Để cho mọi người, thì trong quá trình chúng ta học từ vựng hay là chữa ở trên livestream thì thay vì mình học từ đơn, các bạn hãy đặt một câu ví dụ thật là ngắn gọn, sử dụng tất cả những cái kiến thức mà mình biết liên quan tới từ vựng hoặc là ngữ pháp để có thể ghép lại thành một câu đầy đủ và có nghĩa nhất mọi người nhé. Ok, rồi tiếp theo câu số 49 của chúng ta nào. Kono puru wa nani nani desu kara kodomo wa oyoganai de kudasai. 1. Fukai. 2. Katai. 3. Omoi. 4. Nigai, đúng không? Cả bốn đáp án thì là bốn tính từ đuôi y. Các bạn xem ý nghĩa của tính từ nào phù hợp nhất để có thể đi kèm với pu được, đúng không? Một chữ katakana mình học từ N5 và mình thấy là ít nhất trong buổi live ngày hôm qua, có bạn nào xem live hôm qua không ạ? Đã gặp ít nhất là 3 lần luôn đấy mọi người. Cho nên câu này không thể nào sai được, đúng không? Xong thì chọn 1, Đặng Phát 1, Thiên Long 1, Bảo Long 1. Thanh Hằng cũng chọn một là sâu, đúng rồi. Liên quan tới bể bơi đúng không? Chúng ta ghép lên nhá. Vì bể bơi này rất là sâu cho nên thế nào? Trẻ con thì không được bơi, đúng không? Cấm bơi, bên này để kudasai. Ngữ pháp của N5, đúng không nào? N5. Rồi, fukai là sâu nhá. Sâu ở đây là nói về theo nghĩa đen là cái mực nước, ví dụ như là biển này, rồi là bể bơi hay ao hồ gì đó sâu. Ngoài ra các bạn học lên, đặc biệt là các bạn N3 thì mọi người sẽ được phát triển thêm một số ý nghĩa khác. Ví dụ như là cái kiến thức hoặc là suy nghĩ của ai rất là thâm sâu, uyên thâm, đúng không nào? Thì mình vẫn có thể sử dụng cái tính từ này là từ fukai. Chính xác ạ. Còn số 2 thì như bạn Đặng Phát có comment, cả tai chính là cứng. Cứng ở đây cũng có hai chữ chữ Hán đúng không? Thứ nhất là liên quan tới cứng đầu, thứ hai là ví dụ như cái hạt gạo này hoặc là cái bánh này nó cứng quá tôi không thể ăn được. Đó thì chúng ta cũng đều có thể sử dụng từ cả tai. Tuy nhiên thì nó sẽ khác nhau về chữ Hán nên mọi người lưu ý nhá. Còn chữ số 3 là omoi là nặng đúng không? Ví dụ như hành lý nặng quá, kono nimutsu wa omoi desu ne. Đúng không nào? Còn cuối cùng từ nigai là đắng, nói về thuốc này hoặc là một cái loại rau hay là một loại gia vị gì đấy rất là đắng. Hãy câu số 50. Rồi, chính thức là từ câu này trở đi chúng ta đã đi được 1/2 chặng đường rồi. Top 100 mà, đúng không? Thì câu 50 sẽ là một nửa trong chặng đường mà chúng ta ôn tập về từ vựng của N4 mọi người nhé. Yamashita-san ga keiga o shita to kiite minna nani nani shimashita. 1. Shinpai. 2. Keiken. 3. Shitsurei. 4. Ojigi. Hãy. Rất là nhiều bạn đang nghiêng về số 1 và các bạn cũng comment được cả chữ Hán của shinpai này, rồi cũng comment được ý nghĩa là lo lắng luôn, chính xác ạ. Nga Anh 1, rồi Hà Phương 1, chính xác, shinpai, đúng rồi. Mọi người thử tham khảo phương án dịch của bạn Bảo Long như sau này. Nghe nói rằng anh Yamashita bị thương nên mọi người đều rất là lo lắng. Ok, rất là hay để ủng hộ lớp mình. Các bạn khác thì đã dịch được chưa nhỉ? Ừ, rồi, ở đây mình sẽ có cụm là kite, đúng không? Nghe, nghe cái gì thì đây chính là nội dung ở phía trước. Đó là khi nghe tin anh Yamashita bị thương thì mọi người đều rất là lo lắng. Shinpai shimashita, chính xác. Còn số 2, từ keiken nào. Từ keiken chính là từ kinh nghiệm, đúng không nào? Có hoặc là không có kinh nghiệm trong lĩnh vực gì. Còn từ shitsurei là gì lớp mình nhỉ? Đúng rồi, chính là từ thất lễ, ok ạ. Thất lễ. Còn trong kaiwa thì mình hay sử dụng với những cái câu nói, ví dụ như shitsurei desu ga, đúng không? Shitsurei itashimasu, vân vân. Còn từ cuối cùng, từ ojigi. Ok, cảm ơn bạn Thanh Hằng nào. Thanh Hằng có comment là từ cúi chào, chính xác ạ. Ojigi. Thậm chí là các bạn tìm hiểu kỹ về văn hóa của Nhật Bản đúng không? Thì người ta có cúi chào 15 độ, 30 độ rồi thậm chí là 45 độ đúng không? Hãy tùy vào cái góc độ mà nó sẽ thể hiện những cái ý nghĩa khác nhau và đối tượng khác nhau. Ok. Iですね. Rồi, hãy mình sẽ nói qua một chút xíu về hai cuốn sách tổng ôn N5, N4 dành riêng cho các bạn đang học sơ cấp của Dũmodi mọi người nhé. Hãy, trong nội dung cuốn sách này thì các bạn sẽ được học đầy đủ về bảng chữ cái này, chữ Hán, từ vựng, ngữ pháp và sẽ có phần luyện thi rất là đa dạng, các dạng môn đai đúng với kỳ thi thật GPT của chúng ta. Và chắc chắn đương nhiên rồi, phần cuối sách sẽ có phần lời giải và đáp án chi tiết cho mình có thể tự đối chiếu và luyện tập thêm ở nhà nhé. Giai đoạn này mà các bạn muốn luyện tập, muốn ôn tập và làm thật nhiều để thi thử trước khi chúng ta sẵn sàng đi thi thì các bạn có thể tham khảo hai đầu sách này của Dũng Modi biên soạn. Được chưa nào? Hay arigato gozaimasu. Rồi mọi người có thắc mắc hoặc muốn tư vấn thêm thì có thể là liên hệ và nhắn tin trực tiếp trên fanpage của Dũng Modi để được tư vấn mọi người nhé. Ok, rồi chúng ta sẽ quay lại với câu 51 nè. Hay, bạn Đăng Văn Hiếu 51 bạn chọn 3, Thùy Trang chọn 3, Bùi Tường Vi 3. Biến thành đồ ăn ngon. Hay,
Linh chọn 3 là chuông này. Khi kết thúc kỳ thi, chuông đã reo lên. Bùi Tường Vi có nghĩa là chuông reo. Ok, đúng rồi ạ. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy có động từ là reo đúng không? Nadimat chứ không phải là trong từ trở nên đâu mọi người nhá. Vì vậy, rất là hợp lý liên quan tới trường học rồi là thi cử đúng không? Chúng ta sẽ có từ B được đúng không nào? Vậy là khi mà bài kiểm tra kết thúc thì chuông reo lên. Ok. Câu số 1, B được là tòa nhà đúng không nào? Các bạn comment nhé. B được là tòa nhà. Số 2, jam là mứt. Mứt dẻo mà chúng ta phết lên bánh mì ấy mọi người. Đó, gọi là jam. Số 3, B được là chuông rồi nào. Hay, B được là chuông. Đó, các bạn nhớ động từ đi kèm nhá. Chuông reo là B được là na được. Còn số 4, tekisto là giáo trình hoặc là sách giáo khoa nhá. Hay, memo shite kudasai. Hay, tiếp tục chúng ta chuyển sang câu số 52 nào. Mado no garasu ga nani nani shimaimashita. 1, yotte. 2, warete. 3, orete. 4, hiraite. Rồi, cả bốn đáp án thì đã được chia sẵn sang thể T đúng không? Để có thể phù hợp về mặt cách kết hợp của VT shimaimashita. Lỡ như thế nào đấy đúng không? Thường nó sẽ mang tính chất tiêu cực, thể hiện sự tiếc nuối đúng không nào? Còn chủ ngữ của câu này cũng rất là rõ ràng, đó chính là kính của cửa sổ đúng không? Mado no garasu. Bị sao lớp mình nhỉ? 2, Bảo Long chọn 2, Song Hỷ 2, Huỳnh Như 2, Vi Tiềm 2 có nghĩa là vỡ, chính xác. Đáp án của mình là 2, đúng không nào? Trong trường hợp này mình sẽ xác định được chủ ngữ của câu chính là kính của cửa sổ đúng không? Nó bị làm sao? Nó bị vỡ đúng không nào? Warete shimaimashita. Chính xác. Còn từ số 4 có một số bạn đang chọn này, từ hiraku là từ mở ấy mọi người. Mở, ví dụ các bạn nói là mở sách, rồi là mở cuộc họp đúng không? Mở bữa tiệc, vân vân. Số 1 từ yotte chính là từ yodu, là từ ghé vào mọi người nhá. Ví dụ trên đường về tôi ghé vào siêu thị này, kaeri ni suba ni kayotte shimaimashita, đúng không? Kayotte imashita. Còn số 3 từ oreru của mình là cái từ bị gì? Bị gãy đúng không? Ví dụ như là cành cây bị gãy mọi người, bị gãy này hoặc là bị gãy chân, bị gãy xương vân vân, đều có thể sử dụng động từ này, chính là từ oreru. Rồi, tiếp tục chúng ta sang câu số 53 cả nhà nhá. Hai, ashita wa chotto nani nani ga warui in desu. 1, tsugo. 2, hantai. 3, jiyu. 4, diyu. Hai. Câu này khá là giống với một câu mà chúng ta đã chữa ở lúc nãy đúng không nào? À ngày mai tôi không tiện, đúng rồi. So desu ne. Đó, mình có cả cụm là tsugo ga warui đúng không? Tức là không tiện, không rảnh, không có thời gian. Vì vậy các bên câu đây cũng có thể là một câu từ chối rất là khéo đúng không? Đó là ngày mai thì tôi không được tiện cho lắm, đúng không nào? Hãy để từ chối người ta không đi đâu đấy. Ngày mai thì tôi không tiện lắm, đúng rồi, Thanh Hằng nhá. Ok. Còn lại đáp án số 2 mình có từ hantai là gì lớp mình? Hantai là phản đối đúng không? Các bạn có nhớ từ san se vừa rồi không? Tán thành đồng ý phải không nhỉ? Thì hantai của mình chính là từ trái nghĩa, mình sẽ có từ phản đối nha. Rồi, từ số 3 từ jiyu là tự do đúng không? Tự do này, còn cuối cùng từ diyu sẽ là từ lý do. Đó, các bạn để ý về sự khác nhau giữa chữ Hán cũng như là cái cách đọc nhá để mình không bị nhầm lẫn. Tiếp tục câu số 54. Hai. Yoru hitori de kurai michi o aruku no wa nani nani da. 1, shinsetsu. 2, loose. 3, benri. 4, kiken. Hai. Lê Minh Tuân 4, Lê Thủy Trang 4, Hùng Anh chọn 4 là nguy hiểm, chính xác rồi lớp mình. Từ kiken chính là bằng với từ apunai đúng không? Nó đều mang nghĩa là nguy hiểm. Vậy tại sao chọn được đáp án số 4 đúng không? Mọi người thử dịch lên câu trên nhá. Đó là đi bộ đúng không? Trên đường tối vào một mình. À đúng không? Đi bộ trên đường tối một mình đúng không? Thì rất là nguy hiểm. Kiken chính xác rồi. Còn từ shinsetsu đáp án 1 của chúng ta là từ thân thiện này. Thân thiện hoặc là tốt bụng đúng không? Nói về tính cách của con người. Đấy, ví dụ ano hito wa shinsetsu na hito da, đúng không? Đấy. Tiếp theo câu số 2 là dusu. Dusu là gì lớp mình nhỉ? Vắng nhà đúng không? Đấy, dusu. Tiếp theo số 3 là từ benri, tiện lợi. Ok chưa nhỉ? Đấy. Mọi người đã nắm được 3 ý nghĩa của 3 từ còn lại chưa? Hai, tsugi desu. 55 ban. Soto de takusan no hito ga nani nani imasu. Nani ka attan de shou ka? 1, 触って 2, 騒いで 3, 踏んで 4, 投げて. Hai. 何番ですか? Thể T đi với đuôi imasu đúng không? Chủ ngữ trong câu cũng sẽ là đứng trước trợ từ ga đúng không? Tức là ở bên ngoài đúng không ạ? Có rất là nhiều người chấm chấm chấm. Nanika attan de shou ka? Có chuyện gì thế nhỉ? Hai. Minh Quan Lai 4, Linh Vũ 1. 4 là những phương án của Như Quỳnh. Cả 1 và 4 thì đều chưa phải là đáp án chính xác của câu này. Hai, zannen desu ne. Rồi, vì vậy là chúng ta sẽ nghĩ kỹ hơn một chút xíu nhá. Tại sao 1 và 4 sai? Rồi mình sẽ gạch chân cho mọi người đỡ nhầm lẫn này. Bây giờ mình loại trừ được 50-50% rồi. Bây giờ còn 2 với cả 3, có ai chọn không ạ?
Rồi bắt đầu có một phương án khác, bạn Khương Bùi chọn 2, Đặng Phát chọn 3. Câu này khó vậy hả mọi người? Có 4 đáp án thì mọi người đều chọn cả 4 luôn rồi. Đáp án nào mới đúng đây nhỉ? Bên ngoài có nhiều người nhốn nháo không biết có chuyện gì nhỉ? Ừ đúng rồi, cách dịch là như vậy đấy Bảo Long rằng. Vậy thì hai à? Lại quay sang hai à? Hay chính xác phải là hai chứ. Chúng ta có động từ sao là làm ồn mà, đúng không? Ồn ào mà. Vì vậy mình sẽ ghép lên câu này. Như bạn Bảo Long có vừa dịch cũng rất là tốt rồi đấy, đó là ở bên ngoài đúng không? Có rất là nhiều người đang ồn ào, hay bạn có sử dụng một từ rất là hay là từ nhốn nháo đấy, đúng không ạ? Và mình tự hỏi đúng không? Không biết là có chuyện gì vậy nhỉ? Đúng không? Ở ngoài có cái drama gì mà lại ồn ào như thế, đúng không? Còn từ số 1 chắc mọi người đang bị nhầm rồi, bởi vì nó sẽ khác nhau một chút xíu ở cái đuôi này thôi nhá. Cái từ sawatte của mình là xuất phát từ động từ sawa được, đúng không? Sawadimasu có nghĩa là gì? Là sờ, là chạm chứ, đúng không? Vì nguy hiểm nên đừng sờ, đúng không? Kiken desu kara sawatte ikemasen, đúng chưa nào? Hay. Còn số 3, từ funde của mình là fumu, là dẫm, đúng không ạ? Còn số 4, nagete là từ gì? Từ trốn, đúng không nào? Ok, tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang câu số 56 nào. Hay. Đấy, tự nhiên hôm nay lại có một câu dễ lừa thế, đúng không? Lừa được hết cả lớp mình luôn. Watashi wa isogashi toki, asa gohan wo tabenai nani nani. 1. Koto de arimasu. 2. Koto ga arimasu. 3. Koto desu. 4. Koto ga dekimasu. Hay. Bốn đuôi koto nào lớp mình? Công Bình chọn 2, Huỳnh Anh 3, Thanh Thanh Hằng 4, Song Hỷ 4. Có rất là nhiều bạn đang nghiêng về phương án số 3 và mình cũng rất tiếc phải thông báo với mọi người rằng 3 chưa phải là đáp án đúng của câu này. Đấy, vì vậy các bạn nào mà đang chọn 3, quay xe nào. Quay nhanh còn kịp nào. Hãy. Không phải là 3 thì là gì được nhỉ? Bạn Bin Minion chọn 2, Hoàng Long chọn 2, Koto ga arimasu. Rồi, đáp án của mình phải là 2 cả lớp nhé. Tại sao là 2 này? Thì chúng ta sẽ có cấu trúc như sau. V được hoặc là V này cộng với Koto ga aru hoặc là Koto mo aru cũng được. Nó sẽ mang ý nghĩa là thỉnh thoảng. Chữ hơi xấu mọi người thông cảm nhé. Thỉnh thoảng hoặc là thi thoảng làm V. Vì vậy nó cũng rất là hay đi kèm với từ tokidoki này hoặc là từ tamani để diễn tả tần suất làm cái V đấy nó rất là ít đúng không? Chỉ là thỉnh thoảng, thi thoảng thôi. Các bạn thử dịch xem câu này hợp lý không nhá. Đó là khi mà tôi bận rộn ấy thì thỉnh thoảng là tôi cũng bỏ ăn sáng, tôi không có ăn sáng. Mọi người hiểu chưa nhỉ? Vì vậy chúng ta sẽ phải chọn được đáp án số 2 nhé. Bạn nào mà chưa từng học hoặc là quên cấu trúc ngữ pháp này thì mọi người memo lại nhanh, chụp ảnh lại màn hình, được chưa nào? Còn đáp án số 3 mà mọi người đang chọn ấy thì chính xác, chúng ta vẫn có cái cách kết hợp là V đự hoặc là V nai đi cực với Koto desu. Tuy nhiên thì nó không hợp lý bởi vì nó chỉ đơn thuần diễn tả là làm cái hành động này thôi, đúng không? Chứ nó không phải là diễn tả cái tần suất nó nhiều hay nó ít như câu 2 được. Còn số 3 À, còn số 1, koto de arimasu thì thường người ta sẽ dùng hình thức là koto de aru. Nó mang cái cách nói rất là cứng này và được sử dụng nhiều trong văn viết mọi người nhá. Còn cuối cùng koto ga dekimasu không sai được đúng không? Đây chính là một cách nói để diễn tả khả năng, năng lực là có thể hoặc không thể làm gì đó. Koto ga dekimasu, koto ga dekimasen, đúng không nào? Ok, tiếp tục mình sẽ chuyển sang câu số 57. Hai câu dễ lừa rồi đúng không? Đấy bảo là N4 thôi nhưng các bạn không được chủ quan đâu, nó không hề dễ một chút nào đâu đúng không? Khá là nhiều câu lắt léo đấy ạ. Và chúng ta cần phải thật là sáng suốt, thật là giữ một cái đầu lạnh để có thể nhìn ra được sự khác biệt giữa bốn đáp án đấy, phải không cả nhà? 57 nào. Kino wa watashi no tanjoubi deshita. 19 sai nani nani narimashita. Câu này quá dễ rồi, không ai được làm sai đâu nhá. Một câu hỏi về trợ từ mo, o, ni và e. Rồi, mọi người chỉ cần quan tâm trợ từ gì đi kèm được với sau danh từ và đứng trước narimasu thôi. Dễ không ạ? Học hết rồi đúng không? Mạnh Quốc chọn 3, Lê Minh Tuân chọn 3, Song Hỷ 3, Công Bình 3, Bảo Long 3, Lê Minh Tuân 3, Trịnh Vũ 3. Chính xác, đúng không? Mình sẽ có là tính từ đuôi na bỏ na này hoặc danh từ cộng với nhị na được là trở thành, trở lên như thế nào đó. Các bạn dịch được câu trên chưa nhỉ? Hôm qua là sinh nhật của tôi, đúng không? Vậy là tôi đã tròn 19 tuổi rồi. Đó. Còn nếu mà là tính từ đuôi y thì mình sẽ bỏ chữ y đi cộng với cự, đúng không? Ví dụ như là trở nên nóng chẳng hạn. Atsuku nadimasu. Được không ạ? Mọi người nhớ nhớ về cách chia trước khi thêm động từ nadimasu nha. Còn mo thì là thường để nhấn mạnh, ví dụ kare wa sensei desu, watashi mo sensei desu. Mọi người học hết rồi đúng không? Là để thể hiện cái tính giống nhau đúng không? A thế này và B cũng thế đó. Số 2, từ o thì phía trước của nó phải là có một cái tân ngữ đúng không? Phía sau là động từ, là tác động vào cái đấy. Ví dụ như là ăn cơm chẳng hạn, gohan o tabemasu. Còn cuối cùng e thì phía trước sẽ là những cái danh từ chỉ địa điểm là nhiều đúng không? Và phía sau là những cái động từ để thể hiện sự di chuyển. Ví dụ như là gakko e ikimasu đúng không? Hay là uchi e kaerimasu chẳng hạn. Đó. Đúng rồi, hôm qua là sinh nhật tôi và tôi đã 19 tuổi, chính xác. Tiếp theo, câu số 58. Hãy.
太陽が昇って窓の外が何々になりました。Oh, mình vừa nói xong, đúng không? Lúc đấy là mình có tính từ đuôi na và danh từ rồi, thì bây giờ mình sẽ có tính từ đuôi y xuất phát từ akarui, đúng không nào? Mà muốn đứng trước được narimashita thì mình còn một bước chuyển, đó là gì nhỉ? Cái gì lớp mình? Câu này phải 100% chính xác nha. Công Mạnh chọn 4, Mạnh Quốc 4, Huỳnh Như 4, Lê Minh Tuân 4, chính xác. Đó, thì chúng ta cần phải bỏ cái chữ y đi, đúng không? Rồi thay bằng cự trước khi thêm narimas. Đó, câu này chúng ta dịch là gì mọi người nhỉ? Mặt trời lên cao, đúng không? Và ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu hửng sáng. Từ akadui của mình nếu mà xét về trong câu này, đúng không, nói về không gian á, thì mình sẽ dịch là sáng sủa. Còn nếu mà nói về con người hay là tính cách á, thì mình cũng có thể dịch là những người rất là thông minh, sáng dạng, được chưa nào? Đúng rồi, cả lớp đều chọn 4 phải không nhỉ? Đó, còn nhĩ thì là sai nhá. Rồi là cả cự nhĩ. Rất là nhiều bạn, nhiều khi các bạn nói nhanh ấy, là các bạn nói thế này đấy, nhưng mà nó là cách kết hợp sai nhá, nên mọi người để ý để mình không bị dùng nhầm. Ok, câu số 59 nào. 部屋が何々になったからとっても気持ちがいいです。1. きれい 2. きれいに 3. きれいく và 4. きれいな. Tiếp tục vẫn là chủ điểm liên quan tới động từ nadimas, đúng không? Ở đây người ta chia sang quá khứ là natta thôi, nhưng câu này cũng rất là dễ lừa, dễ nhầm đấy, nên mọi người cần phải xác định được きれい là tính từ đuôi gì nha. Rồi, bạn Mạnh Quốc chọn 2, Minh Tuân 2, Bùi Tường Vi cũng chọn 2, chính xác. Nhìn cái từ kia đê của chúng ta, đúng không? Nó kết thúc bằng chữ y thật, nhưng nó lại là tính từ đuôi na. Vì vậy khi mà chúng ta muốn kết hợp này, hoặc là muốn bổ nghĩa cho một cái từ gì đó ở phía sau, các bạn để ý về loại từ của nó nhé. Ví dụ kia đê na, heya chẳng hạn, đúng không? Một căn phòng đẹp. Đấy. Còn khi mà đứng trước từ na đự của chúng mình thì mình phải chia bỏ thêm từ nhị, đúng không nào? Kire nhị nát tạ cả đã. Vì căn phòng đã trở nên sạch sẽ, đúng không? Cho nên tôi cảm thấy rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Ok, hãy cự là chỉ dành cho tính từ đuôi y này, còn na thì không có giữ nguyên trong trường hợp này được, đúng không? Na nát tạ không nói như thế. Hãy câu cuối cùng nào, câu 60. Rồi, câu cuối cùng của chúng ta nhé, hội thoại giữa A và B. Bạn trên là bạn Yamamoto, đúng không? Bạn có hỏi như sau. Osogatsu wa nani o shimashita ka? Bạn Ri trả lời là 国へ帰って両親と過ごしたり友達と何々ました。1遊んだりし、2遊ぼう、3遊んだり、4遊んだ。はい、rồi bạn Mạnh Quốc rất là nhanh, bạn chọn 3 này,遊んだり. Rồi bạn Hùng Anh chọn 1, 遊んだりし. Hãy chúng ta để ý về cách chia nhé, vì về trước đã có V1 tà đi rồi, thì cái V2 ở đây nó sẽ là tà đi tiếp, đúng không? Đấy là một sự gợi ý cho mọi người. Ở đây thì các bạn đang nghiêng về phương án số 1 và số 3 đều có tà đi. Viết Hoàng Long chọn 1, Vi Tiềm chọn 1, chính xác. Hãy, đúng rồi, đó là chúng ta cần phải có từ si, bởi vì là sau V1 tà đi, V2 tà đi thì vẫn cần có động từ chính là động từ shimasu, đúng không nào? Ok chưa? Vì vậy là số 3 đang bị thiếu nhá. Còn số 2, bô ở đây là thể ý chí không dùng này. Tiếp theo là thể tạ, thể quá khứ cũng không hợp lý trong câu này. Rồi chúng ta thử dịch này. Bạn trên có hỏi là vào dịp Tết đúng không? Thì bạn đã làm gì thế? Bạn đi trả lời là tôi về quê, đúng không? Hoàn thành xong hành động về quê. Thì bạn ấy sẽ làm tiếp, bạn liệt kê các hành động đó, đó là gì nhỉ? Tôi trải qua, bình thường cái từ sư vô sự có nghĩa là trải qua cùng với bố mẹ, tức là mình tận hưởng thời gian bên cạnh gia đình, đúng không? Bên cạnh bố mẹ. Rồi là chơi cùng với bạn bè nữa. Đúng rồi, ta đi shita, chính xác. Hay. Rồi mọi người có memo được những cái kiến thức hoặc là những cái câu mà mình bị nhầm chưa? Để mình có thể xem lại nhá. Hay. 今日はこれで終わりますね。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。またね。バイバイ。Nhớ like và subscribe để nhận thông báo mới nhất từ Dũng Audio nhé.